Dạ Ngọc Ngân ơi, xin kính chào quý cô chú anh chị. Thì hôm nay Ngọc Ngân xin giới thiệu với quý cô chú anh chị một cái dòng ổi mà không phải là cái dòng mới đâu nha, mà cái dòng này cũng rất là cũ luôn, đó chính là ổi Nữ Hoàng. Thì cái dòng này thì nó rất là ít hạt quý cô chú anh chị, trái tròn, ăn rất là giòn, rất là ngọt và rất là ngon luôn. Đó chính là ổi Nữ Hoàng. Thì Ngọc Ngân sẽ chèn cái hình ảnh trái lên video cho quý cô chú anh chị xem. Thì hiện nay trên thị trường thì khá là nhiều những cái dòng ổi mới, nhưng mà bên cạnh những cái dòng ổi mới thì những cái dòng ổi cũ thì được cũng rất là nhiều quý cô chú anh chị quan tâm, yêu thích và lựa chọn để trồng. Thì ổi hiện nay á quý cô chú anh chị, mình không chỉ đơn giản là mình trồng có trái để ăn đâu quý cô chú anh chị, mà mình còn làm kiểng bonsai được nha. Đặc biệt là quý cô chú anh chị ở những nơi Sài Gòn, những nơi có diện tích nhỏ thì mình có thể là trồng chậu một cây ổi như thế này, thì về mình sẽ sang cái chậu lớn hơn, đường kính là khoảng 3 cho đến 4 tấc, thì là mình sẽ để bắt đầu là mình cỡ này thì mình cũng có thể để hoa trái, một vài trái là để được rồi đó quý cô chú anh chị. Cây của mình là cây chiết cành rất là mạnh khỏe luôn. Thân cây thì nó cỡ như ngón tay cái, ngón chân cái vậy đó quý cô chú anh chị, và chiều cao cây là khoảng 60 cm tính từ miệng chậu. Và quý cô chú anh chị biết không, mình trồng cây ổi thì có rất là nhiều lợi ích nha, có trái để ăn, có cây kiểng đẹp để ngắm, và cái thứ ba quan trọng nhất đó là chính là mình sử dụng những cái lá ổi trong cuộc sống hàng ngày của mình. Thì trong cái lá ổi đó quý cô chú anh chị thì có rất là nhiều những cái chất cần thiết rất là hữu ích cho cơ thể của chúng ta. Thì đầu tiên đó là những cái lúc mà mình hay mà bị cảm á quý cô chú anh chị, thì thường ở trong nhà quê Ngọc Ngân á thì hay bẻ lá xả, lá bưởi rồi lá ổi, thì mình sẽ nấu một cái nồi nước sông để mà giải cảm. Đặc biệt là những cái năm mà 2020-2021 khi mà dịch bệnh Covid á quý cô chú anh chị, thì ở trong vườn là coi hầu như là lá xả, lá bưởi, lá ổi thì cực kỳ quan trọng luôn. Lúc đó mình mới thấy được cái tầm quan trọng của những cái cây này. Thì mình sẽ nấu thành một nồi sông để giúp cơ thể của mình nó giải cảm, rồi nó tăng sức đề kháng để cơ thể mình có thể chữa lành theo cách tự nhiên đó quý cô chú anh chị. Phải nói là một trong những cái loại cây đáng để trồng, đáng để sưu tầm đó quý cô chú anh chị. Và hiện nay thì ở trên cái mạng TikTok cũng như là mạng xã hội Facebook rồi YouTube rồi Zalo thì đang rất là những cái mẹo nhân gian là mình dùng cái đọt ổi rồi mình phơi khô rồi mình hãm với nước để mình uống thì có tác dụng giảm cân. Do đó là quý cô quý chị nào mà mình có đang có muốn giảm cân thì hãy trồng ngay cái bạn này về nha. Mình vừa có ổi để ăn, trong ổi là có nhiều vitamin C hơn cả cam luôn nha quý cô chú anh chị. Trước giờ thì Ngọc Ngân hay suy nghĩ là cái trong mà cái trái cây mà có nhiều vitamin C nhất đó chính là những cái quả cam, nhưng mà nhiều tài liệu nghiên cứu thì cho thấy rằng là trong quả ổi thì có nhiều vitamin C hơn cả quả cam luôn. Do đó là những cái lúc mà mệt mỏi hay những ngày thường thì Ngọc Ngân hầu như là ngày nào cũng ăn ít nhất là một trái ổi để bổ sung những cái năng lượng cần thiết cho cơ thể. Ngọc Ngân thì rất là thích ăn những cái dòng trái cây, rồi những cái loại rau nó có nhiều chất xơ thì nó sẽ giúp cho cơ thể của mình nó khỏe mạnh hơn đó quý cô chú anh chị. Một cái loại cây nó có rất là nhiều công dụng luôn, phải không quý cô chú anh chị? Rất là đáng để sưu tập và sưu tầm. Mà cái này là ổi, ngoài ổi Nữ Hoàng ra thì Ngọc Ngân còn có ổi Lê Đài Loan, cũng là ruột trắng, rồi ổi Nữ Hoàng, ổi Nữ Hoàng là Ngọc Ngân đang cầm nè, rồi ổi Ruby lá xanh, rồi sắp tới thì sẽ có ổi Ruby lá tím luôn, rất là đẹp luôn nha quý cô chú anh chị. Đặc biệt là những cái dòng đó chơi kiểng cực kỳ thích luôn. Và thêm những cái dòng ổi mới hiện nay giống như là ổi cẩm thạch. Ổi cẩm thạch thì Ngọc Ngân đang có hai dòng, một cái dòng là trắng xanh thì ở quý cô chú anh chị đã thấy rồi, và một cái dòng cẩm thạch là vàng vàng thì rất là đẹp luôn. Thì quý cô chú anh chị hãy bấm đăng ký kênh để có thể tiếp tục theo dõi nhiều video mới của Ngọc Ngân. Thì cái video kênh của Ngọc Ngân thì chuyên sưu tầm những cái loại cây độc lạ trong nước, ngoài nước, và đặc biệt là lưu giữ những cái giống mà hồi xưa ơi là xưa luôn, để cho quý cô chú anh chị nào mà có yêu thích muốn lưu giữ lại những hương vị xưa thì mình có thể sưu tầm và mình trồng được. Đặc biệt là những quý cô chú anh chị mà xa quê hương Việt Nam á, mà sống ở nước ngoài á, thì khi thấy những cái video của Ngọc Ngân đăng những cái loại trái cây mà mang ký ức tuổi thơ á, thì quý cô chú anh chị thì đã liên hệ với Ngọc Ngân để tìm mua những cái cây đó để trồng ở vườn nhiều người thân của mình ở Việt Nam, để khi mà lâu lâu về quê hương Việt Nam mình thăm á, thì mình có thể thấy lại những cái hình ảnh quen thuộc lúc nhỏ của mình. Thì quý cô chú anh chị có yêu thích những cái ổi Nữ Hoàng, các loại ổi nói chung và ổi Nữ Hoàng nói riêng thì hãy liên hệ ngay với Ngọc Ngân nha. Cuối video Ngọc Ngân xin kính chúc quý cô chú anh chị lúc nào cũng có thật là nhiều sức khỏe, có thật là nhiều thành công ở trong cuộc sống nhé.